Xin chào tất cả các bạn, lại là Nam đây. What the hell? Ok, và thôi bỏ đi. Thật sự đó đã quá ám ảnh trong suốt thời gian vừa qua rồi. Và xin chào anh em đang xem video One Way, mình Hải Nam đây. Và trong video này mình sẽ đưa ra những cái gói combo mà anh em có thể lựa chọn để sử dụng hệ sinh thái của Apple đang rất ổn trong thời điểm hiện tại. Và những combo đó là những combo nào thì mình sẽ chỉ có 3 combo cho anh em ngày hôm nay. Hai chiếc combo thì sẽ rất dễ dàng đạt được, còn một combo thì nói trước sẽ rất là khó đấy. Và bắt đầu thôi. Và dành cho anh em nào đang quan tâm thì tất cả những cái sản phẩm mình nói ở trên thì đều đang có mặt tại OneWay. Cho nên anh em nào quan tâm thì hãy truy cập ngay website của OneWay Mobile và OneWay MacBook để biết thêm chi tiết nhé. Và đến với gói combo đầu tiên thì đây sẽ là gói combo mình đặt tên là gói combo Eco. Vì sao mình đặt tên như vậy? Thì cái đối tượng mình muốn ngắm đến ở gói combo này sẽ là một cái người nào mà đang có một khoản tiền nhỏ một chút thôi mà muốn sử dụng hệ sinh thái của Apple. Và có thể gần hơn nữa là những anh em sinh viên các thứ dùng điện thoại các thứ để chơi game cày cuốc. Và gói combo Eco này những tiêu chí nó đưa ra là gì? Đầu tiên sẽ phải tiết kiệm. Thứ hai và nó sẽ phải đem lại một cái hiệu năng, một cái công năng khi mình sử dụng nó phải phù hợp với cả giá thành và nó phải tốt, thậm chí là hơn giá thành nữa. Thì đến với cái chiếc điện thoại đầu tiên mình nói đến đây thì mình lựa chọn đó chính là chiếc iPhone XR. Thì ở thời điểm hiện tại nếu mà nói về một chiếc điện thoại có giá thành nó rẻ này, nó dễ tiếp cận mà nó lại còn đem lại một cái hiệu năng khi anh em sử dụng các thứ ngon lành nữa thì iPhone XR sẽ phải đầu bảng. Thiết kế của nó thì vẫn hợp thời điểm hiện tại và con chip A12 Bionic tính đến thời điểm bây giờ năm 2021 nó vẫn đang làm quá tốt với tất cả những tựa game hot trên thị trường hiện nay thì nó đều thể cân được. Và ngoài ra thì anh em thể yên tâm sử dụng iPhone XR lâu dài nữa, trong vòng khoảng tầm 3 đến 4 năm nữa nó sẽ vẫn hỗ trợ có thể là cập nhật iOS mới. Thì như anh em đã biết thì iOS 15 bây giờ nó còn hỗ trợ trên cả iPhone 6 nữa, một chiếc điện thoại đã 5 đến 6 năm tuổi rồi. Thì mình nghĩ iPhone XR nó sẽ phải dùng bét nhè, chí ít là sẽ phải 4 năm nữa cơ, nên là yên tâm. Và cái sự lựa chọn thứ hai trong gói combo này thì với những anh em nào mà đang sử dụng một cách tiết kiệm về anh em sinh viên các thứ thì tất nhiên không thể thiếu được âm nhạc khi đang học bài hay làm việc ấy, thì mình sẽ lựa chọn thêm một chiếc AirPods. Thì nếu mà với giá của một chiếc AirPods 2 nhá thì nó sẽ dao động khoảng tầm 3 triệu đồng đổ lên, còn AirPods 1 thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 1 triệu rưỡi đến 1 triệu tùy thuộc vào những người nào pass lại, thì anh em phải lưu ý và tìm kiếm những người nào phải thật uy tín nhá. Và nếu mà nói như vậy thì mình sẽ lựa chọn Eco nhất sẽ phải là AirPods 1. Còn nếu mà anh em có thể đưa ra một cái mức giá tốt hơn một tí thì hãy lựa chọn, anh em thể trả một cái mức giá tốt hơn thì hãy lựa chọn AirPods 2. Thì tổng đến từ đầu đến bây giờ một chiếc iPhone XR và một chiếc AirPods 1 nó sẽ là khoảng tầm 9 triệu rưỡi, còn AirPods 2 thì nếu mà cho vào sẽ rơi khoảng tầm 11 triệu. Và một cái nữa mình nghĩ nếu mà anh em sinh viên các thứ này, các thứ thích đỏm dáng các kiểu làm một cái món đồ thời trang thì cái chiếc Apple Watch sẽ không thể thiếu được, vì nó sẽ là một người đồng hành tương đối tốt khi anh em tập luyện thể thao và anh em check noti thông báo nó khá là tiện chứ. Thì mình sẽ lựa chọn thứ ba, nó sẽ là một chiếc Apple Watch. Và sẽ có hai lựa chọn hiện tại, thì một sẽ là Apple Watch Series 1, giá của nó sẽ rơi khoảng tầm 1 cho đến 1 triệu rưỡi. Và nếu anh em nào có một mức giá, một cục túi tiền nó gọi là lớn hơn một tẹo thì hãy lựa chọn Apple Watch Series 3 sẽ có một mức giá hơn 4 triệu đồng cho phiên bản Lite New. Và tổng kết lại combo này thì nó sẽ có hai nhánh ở trong combo này. Với một mức giá Eco nhất thì anh em sẽ gồm có một chiếc Apple iPhone XR này, một chiếc AirPods 1, một chiếc Apple Watch Series 1, thì tổng tiền nó sẽ rơi khoảng tầm là 11 triệu đồng. Còn đối với cả cái combo mình vừa kể còn lại, iPhone XR, AirPods 2 cộng thêm Apple Watch Series 3 thì nó sẽ dao động khoảng tầm 15 cho đến 16 triệu đồng. Đến với cái combo tiếp theo, combo thứ hai mình sẽ hướng đến cho những anh em văn phòng và sẽ chia ra làm hai dạng. Dạng đầu tiên thì những anh em văn phòng nào sử dụng tác vụ đơn giản bình thường như là về Microsoft Office này hay là về Safari và Chrome. Và cái loại thứ hai, tip thứ hai sẽ là những anh em media các thứ làm việc có phải sử dụng đến Photoshop này hay là thỉnh thoảng sẽ phải edit video các thứ, nó sẽ gọi là multimedia ấy. Thì đến với thứ nhất, những anh em văn phòng bình thường, những tác vụ bình thường thì mình sẽ có một cái socket đầu tiên sẽ là một chiếc MacBook Pro 215 với mã là MS839 và đây là chiếc MacBook 13 inch. Và cái đặc điểm của chiếc MacBook này thì nó sẽ có đầy đủ tất cả các cổng kết nối cho anh em. Thì anh em thể hoàn toàn thể trình chiếu ra máy chiếu các thứ này họp hành thì nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với những chiếc MacBook đời sau đấy sẽ chỉ được trang bị cổng Type-C. Và một cái nữa là cái hiệu năng của chiếc MacBook này nó vẫn thể đáp ứng tốt tất cả các nhu cầu văn phòng của anh em. Và cái giá tiền của chiếc MacBook Pro 215 đấy nó sẽ rơi vào khoảng tầm 15 triệu đồng trong phiên bản Lite New, một mức giá tương đối là dễ tiếp cận. Và với
Tuyếp người thứ hai như anh em Multimedia mà một eco một chút thì mình sẽ đưa ra đó là một chiếc MacBook Pro 2017. Hiện tại có mã là MPX Q2. Thì với chiếc MacBook Pro này thì nó sẽ có một cái hiệu năng tốt hơn so với cái MacBook Pro 215 với mã MF839 mình vừa kể trên. Anh em có thể yên tâm edit video một cách ngon lành này, sử dụng Photoshop hay là anh em edit hình ảnh phải gọi là rất ngon lành luôn. Và cái màn hình của nó thì màn hình Retina thì ai cũng biết đây là một cái màn hình chứ danh của Apple rồi. Cho nên cái việc chuẩn màu sắc là một cái việc sẽ phải lưu ý đến. Và đây cũng sẽ là một cái sản phẩm trong tầm giá khoảng tầm 19 triệu đồng thôi, tương đối là hời dành cho những anh em nào đang làm việc multimedia. Và nó sẽ không phải là bản có Touch Bar đâu, nên anh em nào thích dùng Touch Bar thì phải cân nhắc. Còn không dùng Touch Bar thì MPX Q2 sẽ là một cái mã MacBook tương đối là đáng lưu ý dành cho những anh em mà mình vừa kể ở trên. Và cái lựa chọn thứ hai ở trong cái combo mà mình vừa nói cho anh em ấy thì sẽ có iPhone. Thì iPhone là XR mình vừa nói ở trên, nó là một cái sự lựa chọn rất tốt kể ở trong phân khúc này. Nhưng ở trong phân khúc này mình nghĩ anh em có thể lựa chọn thêm một chiếc điện thoại nữa, nó sẽ chỉ chênh iPhone XR khoảng tầm vài trăm nghìn thôi. Nếu mà thời điểm trước nó chênh lên tới hàng triệu đồng, nhưng mà ở thời điểm hiện tại nó sẽ chỉ chênh một số rất là nhỏ thôi, đó chính là chiếc iPhone XS. Thì tất cả các thứ từ màn hình này cho đến về RAM thì nó sẽ là 4GB RAM, còn trên iPhone XR là 3GB RAM, nó cũng hơn này. Hay là về camera thì ở XR sẽ là một camera, còn XS sẽ là hai camera. Và nó sẽ chỉ thua thiệt duy nhất là iPhone XR sẽ là về thời lượng pin. Mà tuy nhiên anh em có thể yên tâm một điều là với những em ở cái phân khúc này ấy, thì sẽ sử dụng điện thoại ít hơn những anh em sinh viên. Bởi vì anh em sinh viên còn chơi game cày cuốc các kiểu, còn anh em văn phòng các thứ này thì hầu như chỉ để check noti này, sau đó là nghe gọi các thứ thôi, thì iPhone XS nó vẫn có thể đảm nhận được cái công việc này cho anh em. Và cái combo, trong combo này tất nhiên sẽ không thể thiếu một cái cuối cùng, mình nghĩ nó cũng giống như ở combo 1 thôi, đó chính là về chiếc AirPods. Thì anh em có thể hoàn toàn tiếp cận chiếc AirPods 2 một cách dễ dàng. Bởi vì sao mình lại nói chiếc AirPods 2 nó sẽ là đáng xuất hiện hơn? Bởi vì sao mình đã cân nhắc đó là mình nên lựa chọn là AirPods 2 hay là một chiếc Apple Watch? Thì mình nghĩ cái việc Apple Watch này nó sẽ kém hơn một chút so với cả cái AirPods 2. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà trên Apple Watch thì anh em sẽ có thể check được noti các thứ, nó tiện hơn cả AirPods 2 này, sau rồi theo dõi sức khỏe các thứ. Nhưng mình nghĩ ở cái chiếc AirPods nó sẽ đáng lựa chọn hơn. Bởi vì sao? Vì khi anh em làm việc các thứ, nhiều lúc mình cần tập trung ấy, thì cái nghe nhạc sẽ là một cái giải pháp cực kỳ quan trọng để cho anh em tập trung vào công việc của mình. Và ngoài ra khi anh em đàm thoại các thứ này, anh em nghe điện thoại này, hay là anh em trong một cuộc họp nào đấy, thì cái AirPods 2 các thứ nó sẽ làm cho anh em tiện lợi hơn. Anh em sẽ không ảnh hưởng đến cái môi trường bên ngoài mà phải bật loa ngoài các thứ. Thì AirPods 2 sẽ là một cái lựa chọn cực kỳ chính xác và nó sẽ tốt hơn so với lựa chọn là Apple Watch. Và tổng kết lại giá tiền của cái combo 2 này thì với một cái mức giá đầu tiên thì dành cho những em nào văn phòng bình thường nó sẽ rơi khoảng tầm bao nhiêu nhỉ? Một chiếc MacBook 15 triệu, một chiếc iPhone XR 8 triệu hoặc là XS cũng tầm hơn 8 triệu đi thì đã là 23 triệu rồi, và thêm một chiếc AirPods 2 3 triệu nữa rơi khoảng tầm 26 triệu. Và cái loại thứ hai thì combo thứ hai ở trong cái phân khúc này thì anh em sẽ rơi vào khoảng tầm đâu đó là chênh lên là tầm 30 triệu. Thì MPX Q2 nó chênh cả cái MacBook Pro 2015 là tầm 4 triệu đồng rồi. Và còn chưa kể XS nó hơn khoảng tầm 300 ngàn nữa, thì mình nghĩ 30 triệu cho cái combo này là khá đáng đúng không? Và cái combo cuối cùng thì mình nghĩ mình cái đưa ra hai combo ở trên đã khá là đầy đủ cho cái nhu cầu của anh em rồi. Nhưng mà nếu mà combo cuối cùng sẽ chỉ để cho vui thôi, thì đây là combo gọi là đẹp trai xinh cái. Và combo này phải gọi là mắc binh luôn. Thì đầu tiên sẽ gồm có một chiếc MacBook Pro 16 inch và có mã là MVVM2. Thì cái MacBook này anh em phải biết nó chạy chip Core i9 này, 16GB RAM này, 1TB SSD này, xong rồi card Radeon Pro 5500M nữa. Thì tất cả các công việc hiện tại nó cân được hết luôn cho anh em. Và mức giá của nó bỏ ra cũng không hề rẻ đâu, khoảng tầm 50 triệu đồng. Và cái sản phẩm thứ hai mình đưa vào đó chính là chiếc AirPods Pro. Tính năng chống ồn chủ động các thứ, nghe nhạc cực bê, cực phê, thì nó sẽ rơi khoảng tầm 5 triệu đồng nữa. Tính sơ sơ thôi đã là 55 triệu đồng rồi. Và nếu mà anh em thích hơn thì hãy thêm một chiếc iPhone 12 Pro Max 512GB, nó sẽ có giá khoảng tầm đâu đó là 35 triệu đồng, 34 đến 35 triệu đồng. Và một chiếc Apple Watch Series 6 là 19 triệu đồng. Và ngoài ra nếu anh em nào thích thì có thể chọn thêm một chiếc iPad Pro M1 mới nhất 12.9 inch, thì giá bản basic thấp nhất nó sẽ dao động khoảng tầm 28 triệu đồng. Vậy thì tính nhẩm chung quy lại thì nó khoảng tầm đâu đó là trên dưới 100 triệu đồng rồi. Nên là đây sẽ là một combo đẹp dai nhất mà anh em nào muốn sở hữu, chỉ cần sở hữu combo này phát là auto đẹp dai và xinh gái.
Và đó là tất cả những cái combo mà mình muốn gửi đến cho anh em trong video ngày hôm nay. Thì anh em thấy sao? Anh em còn nảy ra những combo nào nữa thì hãy comment bên dưới để anh em chúng ta cùng bàn luận nó nhá. Và ngoài ra, những anh em nào quan tâm những sản phẩm iPhone, iPad, MacBook thì hãy liên hệ ngay OneWay tại địa chỉ mình sẽ để trên màn hình. Và đơn giản nữa, truy cập website onewaymobile.vn, onewaymacbook.vn. Và xin chào, hẹn lại anh em ở những video sau. Và nhớ subscribe cho kênh của OneWay nhá. Bye bye.